Gần đây, cộng đồng mạng đã xuất hiện nhiều thông tin và tin đồn xoay quanh mối quan hệ trong nhóm nhạc BLACKPINK, đặc biệt là về sự thái độ của Lisa đối với dự án solo mới của Jennie Uemura. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mối quan hệ của Jennie và Lisa vẫn rất thân thiết và không có sự xung đột nào giữa họ. Mặc dù Lisa chưa chia sẻ sản phẩm solo mới này trên mạng xã hội của mình, nhưng cô luôn ủng hộ bài hát bằng cách biểu diễn vũ đạo tuyệt vời trên sân khấu. Cô thường nhảy vũ đạo Uemura của Jennie tại các buổi diễn trực tiếp và cả ở hậu trường. Điều này chứng tỏ sự thân thiết và sự hiểu biết giữa cả hai thành viên. Những khoảnh khắc Lisa nhảy breakdance trong ca khúc Uemura và việc cô thể hiện vũ đạo trong các buổi diễn trên toàn thế giới là minh chứng cho mối quan hệ đáng trân trọng giữa Jennie và Lisa trong BLACKPINK. Mối quan hệ này không chỉ giới hạn trong âm nhạc, mà còn xuất hiện ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống của họ. Lisa và Jennie thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động ngoại khóa và sự hiện diện của họ luôn là nguồn động viên và động viên cho nhau. Mối quan hệ thân thiết này đã được chứng minh qua nhiều khoảnh khắc gắn kết của họ trên các mạng xã hội và trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, tin đồn về sự xung đột giữa Jennie và Lisa là hoàn toàn không có căn cứ và chỉ là những thông tin không chính xác mà cộng đồng mạng đã tạo ra. Cả hai thành viên của BLACKPINK vẫn duy trì một mối quan hệ thân thiết và đoàn kết trong nhóm nhạc và ngoài cuộc sống âm nhạc. Gần đây, cộng đồng mạng đã xuất hiện nhiều thông tin và tin đồn xoay quanh mối quan hệ trong nhóm nhạc BLACKPINK, đặc biệt là về sự thái độ của Lisa đối với dự án solo mới của Jennie Uemura. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mối quan hệ của Jennie và Lisa vẫn rất thân thiết và không có sự xung đột nào giữa họ. Mặc dù Lisa chưa chia sẻ sản phẩm solo mới này trên mạng xã hội của mình, nhưng cô luôn ủng hộ bài hát bằng cách biểu diễn vũ đạo tuyệt vời trên sân khấu. Cô thường nhảy vũ đạo Uemura của Jennie tại các buổi diễn trực tiếp và cả ở hậu trường. Điều này chứng tỏ sự thân thiết và sự hiểu biết giữa cả hai thành viên. Những khoảnh khắc Lisa nhảy breakdance trong ca khúc Uemura và việc cô thể hiện vũ đạo trong các buổi diễn trên toàn thế giới là minh chứng cho mối quan hệ đáng trân trọng giữa Jennie và Lisa trong BLACKPINK. Mối quan hệ này không chỉ giới hạn trong âm nhạc, mà còn xuất hiện ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống của họ. Lisa và Jennie thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động ngoại khóa và sự hiện diện của họ luôn là nguồn động viên và động viên cho nhau. Mối quan hệ thân thiết này đã được chứng minh qua nhiều khoảnh khắc gắn kết của họ trên các mạng xã hội và trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, tin đồn về sự xung đột giữa Jennie và Lisa là hoàn toàn không có căn cứ và chỉ là những thông tin không chính xác mà cộng đồng mạng đã tạo ra. Cả hai thành viên của BLACKPINK vẫn duy trì một mối quan hệ thân thiết và đoàn kết trong nhóm nhạc và ngoài cuộc sống âm nhạc.